Chào mừng tất cả mọi người nha. Hôm nay Phước Sửu và Quân sẽ review cho tất cả các bạn và quý anh chị ở đây thì biết một cái khu dân cư rất là đẹp tại Hồ Tràm. Thì bắt đầu mình đi dạo khu dân cư một vòng phải không Quân? Dạ. Cho mình hỏi là cái khu dân cư này là khu dân cư của chủ đầu tư nào vậy Quân? Cái này là trước đây là do công ty Thiên Hà thực hiện đầu tư khu này đấy anh. Thì hiện tại là đang có khoảng 60 đến 70 nền á. 60 đến 70 nền. Tổng diện tích của cái khu dân cư này là bao nhiêu? Khoảng 6 đến 7 hect. 6 đến 7 hect ha. Dạ. Và ở đây thì một loại diện tích như vậy á, là chiều ngang khoảng bao nhiêu và chiều khoảng thế nào? 3 loại diện tích anh. Thì nhỏ nhất á, như ở mặt tiền đường này là 160 m này. Rồi. Là ngang 6, chiều dài 27 m. Thì những cái nền như vậy thì nó có khoảng 85 m thổ cư. Đó, đường phía trước thì 6 m. Rồi diện tích thứ hai là 250 m á. 250 m thì ngang tầm 7 m rưỡi. Dài tầm 31 m anh. Nói chung là nó tùy từng nền, có nền thì 8 m. Mấy cái nền 250 m thổ cư 250 m đấy thì nó có 100 m thổ cư á. Dạ. Còn lại thì chỉ còn một số nhỏ những cái nền 500 m nữa. Để cho những ai mà xây nhà vườn anh. Thì có cái view khá đẹp này ở bên phía bên cái bờ kênh. Thì những cái nền đấy hiện tại thì bên chủ tư họ cũng đang lên thổ cư ấy, còn sổ thì tất cả đều có sổ riêng hết rồi. Tất cả đã có sổ riêng hết toàn bộ luôn rồi. Cái khu dân cư này nè, ra biển Hồ Tràm khoảng bao lâu và cái đường đi nó có dễ dàng hay không? Hiện tại thì có một đường chính ra biển anh. Là gần nhất là 800 m. Là mình có thể tới được mặt nước biển rồi. Ở khu này thì nó kế bên cái là trường, nó có cái trường học kế bên. Với lại xung quanh thì dân cư cũng đông đúc hết rồi anh. Khá đông đúc rồi phải không? Thì cho mình hỏi tí xíu á, là ở đây á, thì với cái mục đích đó là giờ mua ở đây rồi á, thì gọi là sở hữu ra, thì ngoài cái hình thức sở hữu ra thì mình có thể làm homestay hay là cho thuê phòng hay là khách sạn gì ở khu này được hay không, và cái mức độ và tiềm năng của nó có tốt hay không á? Hiện tại ở đây là những cái ngày cuối tuần anh thì cái lượng khách du lịch nhiều khi còn thiếu phòng luôn á. Vậy hả? Dạ. Lượng khách du lịch rất là nhiều phải không? Thì ở đây á, thì làm theo như Quân á, làm homestay rất là tốt phải không? Dạ đúng rồi. Thì cho mình hỏi tí á, là ở cái khu vực Hồ Tràm này á, thì nó có những cái gọi là chờ trường học rồi gì gần hay không? Thì ngay như kế khu Bobby là hiện tại là có một cái trường tiểu học. Trường tiểu học này cũng mới khởi công năm 2019 anh, nhưng mà mới hoạt động đầu năm nay. Mới hoạt động đầu năm nay thôi. Rồi cái trường đó thì cách đây qua khu dân cư này bao xa? Tính ra cách cổng khoảng 100 m anh, tại vì nó cũng gần như sát bên á. Kế bên luôn. Gần như kế bên luôn. Rồi rồi ngoài ra ví dụ mình muốn đi chợ thì mình đi chợ ở đâu? Ở đây thì nó có hai chợ anh. Một là mình ra chợ hải sản ở ngay ngã tư Hồ Tràm. Gọi là chợ hải sản Bình Châu phải không? Nổi tiếng là một cái chợ hải sản cực kỳ ngon và giá rất là mềm phải không? Dạ đúng rồi anh. Còn với lại ở gần đây nó cũng có một chợ nữa. Thì chợ này là những cái đồ nhu yếu phẩm anh. Vậy hả? Dạ. Đây cái khu dân cư ở đây thì mình với lại Quân đang đứng thì rất là thông thoáng, rất là đẹp phải không? Dạ. Thì ở đây là mặt tiền này nếu mà sau này có thể là kinh doanh nè, rồi làm shop house nè, làm chuyển ra biển rất gần, thì cho mình xíu là con thẳng ra biển sao? Đường này là chạy thẳng ra đường tỉnh lộ 328 anh. Nếu mà mình sẽ đi đường này. Còn mình đi ra biển á thì mình đi cái đường ngược lại. Vậy hả? Đi đường ngược lại. Biển rồi. 800 m là tới biển rồi. Ok. Thì ở đây kết nối vùng nó rất là dễ phải không? Di chuyển lại chợ rất gần nè, biển rất là gần nè. Ngoài ra thì từ đây thì cách Hồ Tràm khoảng bao xa? Thực ra ở đây nó đang là ấp Hồ Tràm luôn anh. Vậy hả? Thì ví dụ một số cái tổ hợp nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm giống như là tổ hợp nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm giống như casino nè, sân golf nè, grand đó phải không? Dạ. Thì từ đây cách đó khoảng bao xa?
Ở từ đây mà cách các cái dự án lớn ở ngoài bên biển nó khoảng bán kính 2 km anh. Chỉ 2 km thôi. Dạ. À, chỉ 2 km thôi là mình đến đến tất cả những cái khu gọi là vui chơi nghỉ ngơi giải trí của Hồ Tràm luôn phải không? Dạ đúng rồi, tại vì chỗ này đang là trung tâm mà. À, quá tuyệt vời luôn. Thì ngoài cái dự án bên mình là phân lô bán nền và đã có sổ hồng sổ đỏ riêng rồi, thì gần đây có những dự án nào mà lớn của những cái tập đoàn lớn về đây đầu tư hay không? Hiện tại là ở đây là mới có hai cái dự án lớn của Novaland. Ừ. Là hiện tại đã cũng đã khởi công mà lên hình hết rồi. À. Rồi Tràm Hồ Tràm nữa anh. Tràm Hồ Tràm. Dạ, rồi, rất là lớn. Hơn 2 km lên đường ven biển cơ. À, tối hôm qua sự Vũ Quân là có đi cái Habana Hồ Tràm á phải không? À đúng rồi đó anh. À rồi của Hưng Thịnh phải không? Rồi, Hồ Tràm Complex Hưng Thịnh. À, Hồ Tràm Complex rồi rất là nhiều dự án gọi là những cái ông lớn về đây. Dạ. Thì cho mình hỏi sơ tí xíu về cái khí hậu thời tiết của cái này á, thì nó có mát mẻ hay không? Có gió biển như vậy và có quá nắng, có quá oi bức hay không anh? Ở đây thì ở Hồ Tràm thì nó lợi thế là nó ở giữa hai cái rừng anh. À, ở giữa cho nên hai cái rừng. Khí hậu rất là rừng mát. Là rừng gì nhỉ? Hiện tại là phía bên giáp với đường tỉnh lộ 328 anh, là cái rừng đấy là rừng bảo tồn thiên nhiên. Wow, rừng nguyên sinh luôn. Dạ, rừng nguyên sinh. À. Còn thứ hai là cái rừng phòng hộ. À, rừng phòng hộ nữa. Dạ. Rồi nên cái khí hậu ở đây là nghe xuất xứ nói, nghe mọi người nói là ở đây thường thường mát hơn so với những cái tỉnh lân cận là từ 5-7 độ phải không? Nói chung là so với những cái khu vực biển lân cận á, là ở đây nó có cái khí hậu mát hơn. Ừ. Nhưng mà với lại cho sự hỏi là ở đây á thì nghe đâu á là gió bão và lụt thì thường xuyên ít xảy ra hơn so với những cái khu vực khác không? Đúng rồi anh, nguyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn á là ít khi mà bão tố lắm. Vậy là phù hợp với lại du lịch nè phải không? Dạ đúng rồi. À, từ đây thì cách ra thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 2 tiếng, chưa tới 2 tiếng đồng hồ phải không? Dạ đúng rồi. Để di chuyển lên cao tốc và xuống đây rất là gần. Nên nhớ là ví dụ như mà quý anh chị và các bạn mà có gọi là tìm hiểu đất ở khu này và tìm một nơi gọi là nghỉ ngơi giải trí thì ở đây đáng là một cái nơi rất là để đầu tư phải không? Dạ, bởi vì ở đây á, là nó rất là gần biển, di chuyển có thể là mình có thể là đi về trong ngày được luôn phải không? Dạ. Rồi, thì cho sự hỏi tí xíu là Quân là người nhà ở đây luôn hay sao? Em kinh doanh làm việc ở đây được 3 năm rồi đấy anh. À vậy ha. Dạ. Kinh doanh làm việc ở đây được 3 năm rồi. Thì ở đây á, thì thấy cái lượng khách hàng về đầu tư ở đây nhiều hay không? Chúng là khu vực Hồ Tràm thì cũng tương đối nhiều đó anh. Tại vì nó kéo khách từ các cái dự án lớn ở ngoài ven biển á. À. Thì cái phân khúc mà đất ven biển với lại cái phân khúc đất dân thì nó lại rẻ hơn khá là nhiều, cho nên họ cũng tham khảo rất là nhiều. Rồi thì rất là nhiều khách về đây đầu tư thì theo Quân là những cái ưu điểm nào mà cho khách hàng mà gọi là họ thích và họ coi như là đầu tư những cái để sở hữu những cái nền ở khu này? Có những cái thông tin sắp tới gì mà quan trọng hay không? Hiện tại là như anh thấy ấy, thì cơ hội rất là nhiều. Ừ. Dự án lớn trong năm 2020 là nguyên năm 2020 là đã 5-6 cái dự án lớn rồi. Ừ. Đổ về rồi thì anh thấy là cái cơ hội trong những năm tiếp theo nó rất là lớn. Ừ. Rồi thứ hai là khí hậu thì ở đây cũng mát mẻ nữa. Ừ. Khí hậu mát mẻ nè. Dạ. Rồi sắp tới có rất là nhiều đúng rồi, sắp tới bất động sản, những cái gọi là ông trùm bất động sản về đây phải không? Dạ đúng rồi. Rồi nghe đâu có một vài cái thông tin là sẽ có sân bay Lộc An phải không? Dạ. Rồi là đường ven biển Hồ Tràm như ha, nó sẽ được mở rộng và làm thành là một con đường gọi là cung đường là rất là đẹp phải không? Dạ đúng rồi. Một bên biển, một bên là khu vui chơi giải trí nghỉ ngơi phải không? Rất là tuyệt vời. Rồi Bình. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm cái kênh của Phước Sửu và Quân. Thì mọi người mà có nhu cầu tìm mua hoặc là đầu tư hoặc là xây homestay nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, rất là gần ngã tư Hồ Tràm phải không? Dạ đúng rồi. Thì alo cho Phước Sửu và Quân. Thì Sửu và Quân sẽ là tổng hợp rất là nhiều sản phẩm tại khu vực này cho anh chị tha hồ sức lựa chọn từ tầm khoảng là 1 tỷ đến vài chục tỷ vong Quân. Dạ đúng rồi. Thì anh chị có thể tha hồ lựa chọn được những cái sản phẩm mà gọi là đầu tư là tốt nhất ở khu Kiều Đàm với cái giá cực kỳ tốt. Và hiện tại là nói chung đó, gọi là trong tình hình thời dịch Covid á, thì cũng có rất là nhiều quý khách hàng cần bán phải không? Thì dạ, mình sẽ tổng hợp lại cho khách hàng và khách hàng có nhu cầu thì alo lại. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều dự án sau.